6 dấu hiệu cảnh báo, bố đã quá hà khắc, thay đổi ngay nếu không muốn con tổn thương khi dạy con. Một số ông bố thường có xu hướng khá nghiêm khắc trong mọi hoàn cảnh vì nghĩ rằng điều này sẽ giúp con ngoan ngoãn, nề nếp hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự nghiêm khắc này cũng cần có mức độ phù hợp nếu không muốn gây tổn thương tinh thần và khiến trẻ hình thành tính cách tiêu cực trong tương lai. Nếu nhận ra bản thân có khá nhiều dấu hiệu sau đây, bố nên cân nhắc suy nghĩ và thay đổi ngay vì mình có vẻ đã quá hà khắc với con trẻ thường xuyên dọa dẫm hay sử dụng roi vọt sử dụng bạo lực hoặc dọa dẫm không phải là một cách hay để con trở nên ngoan ngoãn và vâng lời hơn. Thậm chí, chúng có thể gây nên những vết sẹo trong tâm hồn con trẻ và góp phần hình thành nên xu hướng ưa thích bạo lực sau này của con. Thậm chí một số ông bố còn sử dụng những lời nói khó nghe hay đánh đòn con ngay cả khi con chỉ phạm một lỗi siêu nhỏ nhặt. Đây là một phương phán giáo dục phản khoa học và chứng tỏ bố đã quá hà khắc với con ra lệnh chứ không hướng dẫn nhiều ông bố cho rằng mình cần giữ hình tượng nghiêm khắc uy quyền trong gia đình nên thường đưa ra những mệnh lệnh thay vì tận tình hướng dẫn và giải thích cho con điều này khiến tình cảm giữa bố và trẻ dần trở nên xa cách bé sẽ dễ thấy tủi thân cảm giác mình luôn bị bố quay lưng phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ vượt qua mọi khó khăn mà không nhận được bất cứ lời khuyên hay sự trợ giúp nào không để con có cơ hội giải thích bố mẹ luôn đúng là suy nghĩ của không ít các bậc phụ huynh từ xưa tới nay điều này thể hiện sự độc đoán và hà khắc không hề nhỏ trong cách giáo dục con cái hãy để cho con có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình cho con được giải thích dù suy nghĩ của chúng dù có đúng hoặc sai từ đó định hướng giải thích điều phải cho con thay vì áp đặt và không cho phép trẻ lên tiếng nói không với mọi yêu cầu của con khi nuôi dạy con nhỏ bố chắc chắn không nên quá nuông chiều lúc nào cũng gật đầu đồng ý trước mọi yêu cầu của con tuy nhiên điều này chẳng có nghĩa là bố phải nói không với mọi thứ hãy linh hoạt trong việc cân nhắc mong muốn của con xem có hợp lý hay không nếu không bố cần giải thích rõ ràng nguyên nhân tại sao mình cấm đoán điều đó để trẻ hiểu rõ và không có cảm giác bị ấm ức bắt con tuân theo quá nhiều nguyên tắc đưa ra những nội quy nguyên tắc trong gia đình là điều cần thiết để hình thành sự nề nếp ngăn nắp và lối sống kỷ luật cho con trẻ nhưng tùy theo độ tuổi và tính cách của con bố nên xác lập những nguyên tắc phù hợp tập trung vào những nội dung quan trọng để giáo dục con hiệu quả hơn bắt con tuân theo quá nhiều nguyên tắc mới nghe qua tưởng sẽ là một cách dạy con rất nề nếp nhưng thực tế rất dễ bị phản tác dụng bất cứ lúc nào con không bao giờ tâm sự với bố đây có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất minh chứng cho việc bố đã quá hà khắc với con trong gia đình bố mẹ và con cái nên có sợi dây liên kết và gắn bó mật thiết hãy tạo cho con tâm lý thoải mái sẵn sàng trò chuyện và cởi mở chia sẻ với bố khi có bất cứ khó khăn gì nếu con là một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời nhưng luôn sợ sệt không gần gũi với bố thì cũng thật đáng buồn thấu hiểu con chính là cách giáo dục đúng đắn và cũng là phương pháp bảo vệ con hiệu quả nhất đấy các ông bố thông thái ạ à.